Hồi xưa ông ngoại mang dép dây. Hồi xưa ông còn dép dài như dép dây. Để làm như dép da. Cái đế này tôi mang đi chơi cũng được, đi làm. Sợ cho vua tử cái dừa không? Bài chục ngàn cho mấy vậy? Vô ba. Giá con bài chục ngàn cho mấy mà? Mình bỏ đôi dép đi lộn, đem đôi dép tụi ăn lấy tiền đó, rồi bỏ đi lộn. Mất à. Trên xe là có